Khi đang đi dạo biển thì anh thanh niên này bất ngờ gặp một con rùa đang bị mắc kẹt ở trên bờ. Sau khi kiểm tra thấy con rùa này vẫn còn sống, anh đã quyết định giải cứu nó. Vì con rùa này cũng khá to nên anh ta dùng hết sức của mình để lật ngược nó lại. Sau khi được hỗ trợ thì con rùa này đã nhìn anh thanh niên rất âu yếm như thầm cảm ơn ân nhân của mình. Sau đó con rùa đã bơi về phía biển khơi và trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Bạn nghĩ sao về hành động của người đàn ông này?